Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 18 tháng 3. Hôm nay Vườn Lan Hà Nội có về rất là nhiều các mặt hàng đẹp các bác nhé. Hàng vừa về tối qua xong, đẹp tuyệt vời luôn ạ. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Đầu video em sẽ lên cho các bác ngắm những cái chậu địa lan Hoàng Kim Bảo rất là đẹp, hàng vừa về xong các bạn. Chậu to, đẹp. Và như em đang thấy là cây nó đang bắt đầu nhú mầm các bác nhé. Một số cây thì nhú mầm cao, một số cây thì nhú mầm thấp hơn. Nói chung là tầm này là cây đang bắt đầu lên mầm, lên măng rất là đẹp rồi các bác ạ. Hoàng Kim Bảo thì chậu rất là to đẹp như thế này. Hoa của cây Hoàng Kim Bảo thì rất là giống với Thanh Ngọc các bác nhé. Hoa thơm và đẹp. Thì em sẽ lên cho các bác ngắm cái mặt hoa của cái cây Hoàng Kim Bảo. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy, thì Hoàng Kim Bảo em chia sẻ với giá là 220.000 cho một chậu. Rất là nhiều thân các bác nha. Cây to trưởng thành rồi, rất là nhiều thân. Tết vừa rồi đã có rất là nhiều hoa rồi. Nên là khi mà các bác về trồng về chơi ý, thì Tết tới đây là sẽ chắc chắn sẽ rất là nhiều hoa các bác nhé. Đấy, các bác có thể đặt mua Hoàng Kim Bảo cho em, hàng vừa về rất là đẹp. Tiếp đến thì hôm nay nhà em có nhiều loại địa lắm các bác. Có rất là nhiều loại luôn. Những cái chậu địa lan Mạc Xuân Tây Yên Tử các bác nhé. Đấy, rất là đẹp như thế này. Hôm nay thì để đồng giá 150 cho một chậu các bác nhé. Hôm nay để đồng giá 150 cho một chậu và em không đánh số. Các bác mua em sẽ chọn cho các bác những chậu đẹp nhé. Mạc Xuân Tây Yên Tử, một cái vùng sổ rất là nhiều cái mặt hoa đẹp. Lá thì hàng là hàng kiến, lá vàng ươm, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, 150.000 cho một chậu Mạc Xuân Tây Yên Tử. Tiếp đến là một cái lô đại mạc lá biên mờ, thật sự luôn là nó quá xuất sắc các bác. Chưa lần nào nó về cây nó lại đẹp như thế này các bác ơi. Nó đẹp dã man luôn, các chậu đều đẹp hết các bạn đây. Rất là nhiều thân luôn, đấy. Đại mạc lá biên thì một chậu rất là to như thế này. Lá thì có những cái đường biên rất là nét các bác nhá. Hoa thì cực kỳ thơm luôn, cây lở tết. Đấy, chậu đây các bác có thể nhìn thấy này. Rất là nhiều thân trên một chậu các bác nhá. Một chậu đại mạc lá biên như thế này em cũng chia sẻ với giá chỉ có 220.000 cho một chậu thôi. Cây bao đẹp tuyệt vời và bao đẹp đến nhà các bác luôn. Phải nói là rất là đẹp, hôm nay chất lượng ánh sáng nó hơi kém do là thời tiết Hà Nội hôm nay là âm u các bác ạ, âm u mưa nên là chất lượng ánh sáng quay nó không được đẹp lắm. Nhưng mà cây ở ngoài thì đẹp hơn trên quay rất là nhiều các bác nhé. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái cây đại mạc lá biên. Rất là đẹp và hoa thơm cực kỳ các bác nha. Hoa rất là thơm luôn, 220.000 cho một chậu. Tiếp đến là những cái chậu tiểu thư Hàn Quốc rất là đẹp như thế này. Với giá chỉ có 200.000 cho một chậu các bác nhé. Hoa của cây có màu hồng rất là xinh, màu hồng đỏ và nó có những cái đường sọc trên cánh hoa rất là đẹp luôn các bác ạ. Tiểu thư Hàn Quốc là 200.000 cho một chậu các bác nhé. 200k cho một chậu đẹp tuyệt vời. Tiếp đến là những chậu ô tử thúy, trời ơi, hay còn gọi là tiểu thúy các bác nhé. Nó đẹp dã man luôn, rất là nhiều thân như thế này. Về giá chỉ có 250 cho một chậu thôi. Cây này thì lúc nào giá của nó cũng ngang với cây Thanh Ngọc, toàn 7-8-90.000 cho một thân luôn. Đấy, cây em vừa về đây này. Em vừa về, chỗ này quay là hơi tối, chất lượng ánh sáng nó kém do là trời hôm nay nó âm u các bác. Đây, quay ra đây sáng các bác sẽ thấy rất là đẹp luôn nhé. Phải nói là thân lá tuyệt đẹp, hoa thì thơm hơn Thanh Ngọc các bạn. Cây này hoa cực kỳ thơm nhé, thơm hơn Thanh Ngọc luôn. Giá là 250 cho một chậu ô tử thúy hay còn gọi là tiểu thúy các bác nhé. Rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn. Đấy, các bác có thể chơi này, em lên cho các bác ngắm hoa sổ tại nhà luôn này. Đẹp tuyệt vời các bạn, nó thơm hơn Thanh Ngọc luôn nhé, cực kỳ thơm luôn. Đấy, 250 cho một chậu. Tiếp đến là những cái chậu lục bảo thạch. Lục bảo thạch hôm nay rất là đẹp các bác nhé. Hôm nay cũng sale chỉ có 200.000 cho một chậu thôi. Lục bảo thạch hoa của nó có màu vàng xanh, bông to gần như bông hương cát cát ấy. Hoa vàng xanh rất là đẹp và nói chung là chơi cực kỳ dễ chơi luôn, dễ ra hoa, hoa đẹp và sang. Đấy, 200.000 cho một chậu các bác nhé. Hương cát cát thì hôm nay nhà em chỉ còn khoảng độ tầm 5 chậu thôi. Đấy, hương cát cát thì là 250.000 cho một chậu các bác nhé. 250.000 cho một chậu hương cát cát hoa vàng tuyền rất là đẹp luôn. Hoa vàng tuyền các bác nhé. Đấy, chậu to và đẹp, chậu cỡ to này. Tết toàn là 500-700.000 cho một chậu luôn. Rất là to và rất là nhiều thân như thế này. Đây các bác có thể thấy này. Đấy, hôm nay thì chỉ còn khoảng tầm 5 chậu nữa thôi là hết sạch rồi các bác ạ. 250.000 cho một chậu hương cát cát các bác nhé. Tiếp đến là những cái chậu địa lan sen hồng thần hà hay còn gọi là đông phương hồng thần hà. Cây rất là đẹp, lá kẻ các bác nhé. Nó là một trong những cái cây có cái mặt hoa đẹp tuyệt vời luôn ạ. Cây thì toàn bộ cây nhà em thì đây, các bác có thể thấy này. Lô này em mua được những cái cây như thế này, các bác về các bác trồng rất là thích.
Đấy, 250 cho một chậu sen hồng thần hà các bác nhé. 250 cho một chậu. Cây thì chủ yếu là đang lên măng mầm, nói chung là rất là khỏe các bác ạ. 250.000 cho một chậu sen hồng thần hà rất là đẹp như thế này. Em sẽ lên cho các bác ngắm cái mặt hoa của cây, hoa sổ tại nhà luôn này. Cánh sen lưỡi bệt rất là đẹp các bác nhé. Đấy, cánh sen lưỡi bệt cực kỳ đẹp luôn, 250.000 cho một cây. Đấy, bác nào lấy thì báo cho em biết. Tiếp đến thì em có cái cây đông sơn hắc hà. Đông sơn hắc hà thì nó là vẫn là cánh sen, nhưng mà cái hoa của nó có màu đen các bạn, hoa của nó có màu đen. Thì đông sơn hắc hà, đây để em, đây hoa đây. Đây hoa đây các bác, hoa màu đen nhá, rất là đẹp luôn. Vẫn là cánh bầu, cực kỳ đẹp, lá thì cũng là lá kẻ. Thì em sẽ có những cái mã đông sơn hắc hà như sau. Đấy, em có những cái chậu đông sơn hắc hà to như thế này, chậu 4 thân to đẹp như thế này, chia sẻ với giá là 600.000 các bác nhé. Rất là đẹp và rất là khỏe luôn. Đây ạ, đấy. Và những cái chậu 3 thân các bác nhé, chậu 3 thân thì sẽ có giá là 450.000 các bác nhé. Chậu 3 thân thì sẽ có giá là 450.000. Rất là đẹp. Ngoài ra thì hôm nay em có chia sẻ tách hai cái mã rời như thế này, củ to đẹp các bác nhé. Và sau khi tách thì em đã thấy là cây nó đã lên măng mầm rồi các bác ạ. Đấy. Nhưng mà do là cái kiểu như là nó vẫn ở dưới, nó chưa đâm hẳn lên ý, nên là những cái chậu chưa nhìn rõ đâu. Chắc độ tầm một tuần nữa thì các chậu sẽ nhìn rõ. Còn đây là do mình tách ra ấy, thì mình thấy nó đã bắt đầu lên măng mầm rồi, rất là khỏe các bác nhé. Để các bác có thể lấy củ to này, củ rất là to, khóm này rất là đẹp luôn này. Đấy, thì đông sơn hắc hà bác nào lấy cái khóm này chốt cho em về giá là C6 330.000 cho hai thân to và đẹp các bác nhé, rất là đẹp luôn. Về làm giống. Mã này thì có giá là 300.000 cho C5 các bác nhé. Rất là đẹp luôn và cũng đang lên măng mầm rồi các bác. Các bác nhìn bộ rễ này, bộ rễ rất là khỏe nhé. Đấy, bắt đầu lên măng mầm đây các bác có thể thấy đây. Đấy, thấy chưa? Rất là ok luôn, củ to đẹp, lá kẻ sọc. Tiếp đến thì em có những cái mã đào cơ các bác nhé. Đào cơ thì trước tiên em sẽ lên cho các bác ngắm cái mặt hoa của cây đào cơ. Đào cơ hoa của nó có màu hồng, hồng hồng đỏ đỏ rất là đẹp các bác. Hoa đẹp tuyệt vời luôn. Đây em lên cho các bác xem hoa này. Hoa đẹp lắm. Và cây đào cơ thì nó là một trong những cái cây địa cổ lên sưu tầm. Hoa đẹp dễ trồng. Như khách nhà em bảo thì là nó đẻ như gà, đẻ rất là khỏe các bạn. Và tầm này đang lên măng mầm rất là nhiều luôn. Đây các bác, hoa đây, hoa màu hồng đỏ rất là đẹp các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể lấy những cái mã rời như sau. Đầu tiên là mã C3 về giá là 180.000 các bác nhé. C3 180.000. Tiếp đến là mã số C2 về giá là 240.000. 240.000 này. Củ to rất là đẹp luôn này. Đấy. Nên một mã tiếp theo là C1 về giá là 300.000. C1 300.000 các bác nhé. Đấy, và ngoài ra thì em có cái mã thanh ngọc này. Thanh ngọc thì đây, ôi dồi, cái mã này quá đẹp. 5 thân và 3 măng mầm các bác nhá. Đang lên này, măng mầm đang lên rất là khỏe này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, 380.000 cho mã thanh ngọc C4 này. Còn cái đào cơ các bác cũng thấy đây, đào cơ đang lên măng mầm rất là nhiều nhá. Cây rất là khỏe luôn. Ngoài ra thì em có một cái mã này các bác để các bác sưu tầm làm giống này. Bao gồm có là hai cái củ thanh ngọc này. Củ này là không trên bán 120 này. Đấy, đây là củ đào cơ 120 này. Đấy, với cả một cái khóm thanh ngọc này là 100.000 này. Đấy. Với cả một cái củ chọc củ thân gọi là thân già này nữa, về các bác về trồng cho em nó vẫn đẻ được bình thường nhá. Tất cả ba khóm này là hai khóm đào cơ và một khóm thanh ngọc này, em để cho các bác về giá là 200.000 các bác về làm giống nhá. Tiếp đến thì em có những cái chậu đây, những cái chậu địa lan đào cơ nguyên chậu các bác nhá. Cây nó đang lên măng mầm rất là khỏe rồi các bác ơi. Đấy, thì chậu này là mã số C7 với giá là 560.000 cho 8 thân rất là đẹp. Và C8 cũng vậy, 560.000 cho 8 thân các bác nhá, đẹp tuyệt vời luôn ạ. Đấy, thì các bác có thể sưu tầm. Tiếp đến thì em có cái những cái chậu kim công chúa này. Kim công chúa là cái cây có cái mặt hoa cực đẹp các bác ạ. Cây này thì phải nói là hoa của nó quá là đẹp luôn. Cánh cực kỳ bay các bác nhé, hoa thơm và đẹp luôn ạ. Thì kim công chúa thì hôm nay cũng chia sẻ giá rất là rẻ, măng mầm đang lên các bác nhé. Em sẽ chia sẻ như sau. Đầu tiên là B24 với giá là 700.000, 700.000 các bác ơi. Đấy, B24 đang lên mấy cái măng mầm rất là đẹp. Màu của măng mầm rất là xinh nhá, màu của nó hơi vàng vàng rất là đẹp. Màu tự nhiên đấy ạ. B25 về giá là 800.000 các bác nhé, cũng đang lên măng mầm rất là khỏe. Cây này thì nó nhiều thân hơn. Nói chung là rất là đẹp, các bác có thể sưu tầm. Tiếp đến thì sẽ là những cái chậu trầm 5 cánh trắng thủy tiên các bác nhé. Trầm 5 cánh trắng thủy tiên thì em chia sẻ với giá là 200.000 cho một chậu. 200.000 cho một chậu. Cánh của nó là cánh trắng, mắt đỏ và mũi trắng các bác nhé. Đấy, cánh trắng, mắt đỏ, mũi trắng rất là đẹp luôn.
thì em sẽ lên cho các bác ngắm cái mặt hoa của cây trầm năm cánh trắng thủy tiên. Đây ạ, hoa phải nói là đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Một cái bông trầm xuất sắc nhất trong các cái loại trầm mà các bác được thấy. Rất là đẹp luôn. Cánh bầu, mắt đỏ, mũi trắng các bác nhá. Đây là một trong những cây trầm cực kỳ xuất sắc và thực sự luôn là trước nó đắt lắm. Mua cũng khó luôn. Này, lụ đang có rất là nhiều các bác nhá. Thì một chậu em chia sẻ là đang có là hai ngồng hoa, hai ngồng nụ, chính xác là hai ngồng nụ và đã có mầm gốc các bác nhé. Thường thường là hai mầm gốc. Em sẽ chia sẻ là 200.000 cho một chậu trầm năm cánh trắng thủy tiên. Bác nào mua trước sẽ chọn những chậu đẹp. Đấy, sau khi hết những chậu hai ngồng hoa thì em, tức là hai ngồng nụ ấy, thì em sẽ chọn đến những cái chậu một ngồng nụ các bác nhé. Trước tiên là bây giờ mua sẽ toàn hai ngồng nụ hết. Em lên những cái chậu Denso vàng kim cương rất là đẹp như thế này. Em chia sẻ là 130 một chậu, bán lỗ các bác ạ. Cây này em mua là 150 một chậu cơ. Đấy thì thực sự luôn là nhờ các bác lấy ủng hộ cho em. Vàng kim cương xả thanh lý 130 một chậu. Combo 2 chậu em sẽ để các bác về giá là 2 chậu sẽ là 250.000 các bác nhé. Cây cao và to và đẹp. Nói chung cây này khi mà các bác trưởng thành ấy, nó sẽ cao khoảng 80 phân cho đến 1 mét. Thân thì to từ ngón tay cái đến ngón chân cái luôn. Rất là to và đẹp. Tiếp đến là em có một cái chậu Denso xuân đang nụ này. Nụ xanh rất là đẹp. Ngắn cùn cùn này chắc chắn là cánh bầu rồi. Mã này là B17 với giá là 130.000 các bác nhá. Đấy, lên một mã tiếp theo là một bông Denso xuân 4N cực kỳ VIP luôn. Màu hoa này, màu hoa này rất là đẹp luôn này các bác ơi. Đấy, cánh của nó là cánh đậm nhá, mắt đen rất là đẹp như thế này. Bông này là bông 4N các bác nhá. Mã này là mã B18 với giá là 150.000 các bác ơi. 150.000 cho B18. Tiếp đến là những cái chậu kiều trắng các bác nhá. Kiều trắng tinh khôi, em bảo hành hoa cho các bác luôn. Đấy, kiều trắng là cây thuần vườn rồi. Em chia sẻ với giá là một chậu là 300.000 cho một chậu các bác nhá. Trước em toàn bán 350 một chậu kiều trắng tinh đấy. Kiều trắng tinh các bác nhá. Với giá là 300.000 cho một chậu kiều trắng tinh. Đây ạ, hoa đây, hoa rất là đẹp luôn ạ. 300.000 cho một chậu trắng tinh khôi. Cây thuần vườn rồi các bác nhá. Lên một cái những cái mã kiều tím này. Kiều tím lịm các bác nhá. Kiều tím lịm và em bảo hành hoa tím đậm cho các bác. Tím cực kỳ là tím luôn các bác ạ. Em sẽ lên cho các bác xem hoa sổ tại vườn nha các bác nhá. Lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây kiều tím sổ tại vườn ạ. Rất là đẹp luôn. Tím đậm luôn. Đây, hoa đẹp cực kỳ các bác ơi. Đấy. Nói chung là các bác về các bác chơi cho em là cực kỳ ưng luôn nhá. Hoa tím đậm luôn ạ, rất là đẹp luôn, thành từng chùm. Thì kiều tím nhà em là cây thuần vườn và đang lên lụ rất là nhiều các bác nhá. Em cho các bác ngắm cái lụ này, lụ nó lên tầm này này. Đấy, lụ nó lên tầm này này. Và có những cái lụ nó còn nhỏ hơn cơ, nó cũng đang lên tiếp. Thì hôm nay kiều tím em cũng để giá rất là rẻ để các bác sưu tầm này. Mã số B11 với giá là 400.000 các bác nhá. Cũng đang có lụ hết, nói chung chậu đạo có lụ hết. 400.000 cho B11 các bác nhá. Lên mã B12 này, B12 với giá là 380.000 này. B12 rất là nhiều lụ này. Lụ là chi chít luôn các bác ạ. Đấy. Lên một mã tiếp theo là B9 với giá là 400.000 các bác nhá. B9 400.000 cũng đang có rất là nhiều lụ luôn. Các bác có thể sưu tầm cho mình được những cái chậu kiều tím rất là đẹp luôn ạ. Tiếp đến là lên những cái mã đùi gà hoa trắng các bác nhá. Đùi gà trắng đột biến thì hôm nay em chia sẻ cho các bác là 350 cho một chậu. Gà trắng tinh các bác nhá. Gà trắng tinh đột biến này. Đấy, mã này là mã số B19 này. Đấy, B19 các bác nhá. Rất là đẹp luôn, mầm gốc đang lên rất là nhiều. Và mã này là B20 này. B20 hôm nay để đồng giá 350 một chậu gà trắng, bảo hành hoa luôn. Cây này là cây gà tròn các bác ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, mã này là mã B22 này. B22 này. Và mã tiếp theo là mã B23 này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. B23, đấy, gà trắng tinh. Ngoài ra thì em có cái chậu gà trắng tác phẩm này. Gà trắng tác phẩm các bác về chơi là đảm bảo với các bác là ưng luôn này. Đấy, gà trắng tác phẩm nha. Những cái chậu này bình thường các bác mua như năm ngoái phải 5-7 triệu cho một chậu. Năm nay thì cũng có một số nhà vườn họ không có, họ có mỗi 1-2 chậu ấy. Thì họ bán là khoảng độ tầm 2-3 triệu một chậu. Đấy, những cái chậu gà trắng này các bác có thể ngắm này. Cái lứa mầm gốc nó đang lên một lứa mầm gốc này. Ưng không? Phê không? Phê cực kỳ luôn các bác nhé. Nụ đang có này, bông này lở mất mấy bông rồi, còn đâu là toàn lụ thôi. Đấy thì chậu gà trắng cực phẩm này, có gọi là cực phẩm các bác nhé. Chậu này em để cho các bác về giá là 900.000. Nó to lắm các bạn, biết để thế nào bây giờ nhỉ. Đây em để lên cái xe đạp cho các bác ngắm nhé. Nó rất là to để các bác có thể so sánh được cái chậu với cả
Đấy, đấy các bác thấy chưa? Để lên cái xe đạp này các bác sẽ thấy là nó rất là to nhá, rất là to luôn. Nói chung là cái này về nếu mà các bác đổi chậu ý, đổi sang cái chậu sành hay là cái chậu gốm ý, thì trông nó sẽ sang hơn rất là nhiều. Đây, lên gạch 50 nhé. Lên gạch 50 này, đấy, thấy chưa? Rất là to luôn. Nếu mà ở đây có ai cầm đứng ở đây là em nhờ họ bê cho ý, thì chắc chắn các bác sẽ thấy là nó rất là to. Lên một chậu siêu phẩm nhá. Chậu này siêu phẩm luôn này, đây, đẹp tuyệt vời, đang cũng đang có lụ nhá, mầm lên rất là nhiều. À, cái chậu vừa nãy là cái chậu gà khủng số 1 nhá. Chậu này là chậu gà khủng số 1 này. Thì cái chậu này là chậu số 2 này, cũng 900.000 cho một chậu các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Nói chung là đẹp lắm các bác, nhìn này lên gạch 50, cứ tưởng tượng ra cái lên gạch của nhà em là 50 x 50 các bác nhá. Đấy, thì lên một cái loại tiếp theo. Có một cái chậu giả hạc này, phi điệp này, giả hạc này. Đấy, sổ số này, hoa sổ số này đang có lụ xanh rất là nhiều này. Đấy, hôm qua chậu này em bảo các bác là 200.000, hôm qua em bảo các bác chậu này là 200.000. Đấy thì bác nào lấy em để cho các bác luôn 180.000 đi cho nó hết nhá. Lụ xanh rất là đẹp luôn, rất là nhiều luôn. Đấy, bác nào lấy thì báo em. Lên một loại tiếp theo. Hôm nay nhiều hàng quá các bác nhờ, hôm nào các bác xem video của em dài dằng dặc video. đây đầu tiên là những cái chậu hoàng nhạn A3 cây đột biến. 350 cho một chậu các bác nhé. Đang có nụ rồi. Đấy, các chậu có nụ hết rồi nha, có chậu hai nụ luôn. Bác nào mua trước bảo em chọn cho những chậu hai nụ. Đây là cây hoàng nhạn A3, hoa vàng lưỡi trắng, ngồng hoa rất là dài và đẹp. Đấy, hoa thơm cực kỳ luôn. Giá của nó là 350.000 cho một chậu cây đột biến. Ngoài ra thì em có những cái chậu hoàng nhạn 4N. 4N thì hoa đậm các bác nhé, hoa vàng và lưỡi tím đỏ. B15 về giá là 250 cho hai cây. Đấy, mã B14 về giá là 220 cho cây mẹ con. Nói chung là em cũng thanh lý. Một chậu hoàng nhạn lá xếp rất là đẹp và đang có lụ các bác nhé. B13 về giá là 250. Nói chung là các bác chơi đi, các bác cứ chơi hoàng nhạn các bác sẽ thấy là hoàng nhạn là một cây rất là đáng chơi. Hoa thì thơm cực kỳ luôn và hoa phải nói là quá xuất sắc. Đấy, nhà em có cả hai loại đặc biệt cho các bác chọn nhé. Hoàng nhạn thì thực ra những cái cây hoàng nhạn va ấy, để mua hàng có lụ nó rất là khó. Nên là tiếp theo là những cái chậu tam bảo sắc trắng tinh nhá, trắng đột biến luôn này. Những cái chậu thuần trồng và chậu như thế này rồi thì là 300.000 cho một chậu các bác nhá. 300.000 cho một chậu. Có lụ 100% rồi các bác ơi, hàng đang có lụ 100% luôn nhá. Đấy, 300.000 cho một chậu tam bảo sắc trắng. Còn những cái chậu mà em treo vườn này hơn 1 năm rồi, dễ riếc là ra hết rồi các bác nhá. Cây cao và đẹp như thế này thì em chia sẻ với giá là 280.000 cho một chậu các bác nhá. 280.000 cho một chậu tam bảo sắc hoa trắng cỡ to như thế này và đang có lụ hết rồi các bác nhá. 100% là cây đang có lụ. Đấy thì các bác có thể là theo dõi và ủng hộ cho em các bác nhá. Tiếp đến thì em có thạch hộc tía này. Thạch hộc tía thì nó là một cái loại thuốc quý các bác ạ. Trước ấy bên Trung Quốc họ mua về để họ làm thuốc rất là nhiều và cái cây này trước mình cũng không được chơi đâu. Bởi vì là sao? Bởi vì là họ sưu tập bên Trung Quốc người ta mua về làm thuốc ấy và họ mua hết gom hết với giá rất là cao. Nên là khi mà mình bên này mình chơi mình cũng không có tiền để mà chơi ấy. Chơi giá nó cao lắm, chơi 500.000 chỉ được một dúng con thôi. Đấy, thạch hộc tía là cái cây có hoa màu xanh và họng nó màu đỏ các bác nhá. Cây này hay còn gọi là cây năm cánh xanh họng đỏ rất là đẹp luôn. Thạch hộc tía không những là một loại lan đẹp quý hiếm mà nó còn là một loại thuốc quý hiếm luôn. Thì những cái chậu thạch hộc tía rất là đẹp như thế này. Đấy, những chậu tùm như thế này thì em chia sẻ là 120.000 cho một chậu các bác nhá. Đấy, 129.000 cho một chậu là những cái chậu rất là đẹp. Còn những cái chậu nó kém hơn một tí thì em để các bác là 100.000 một chậu các bác nhá. Nô này của em kiếm được thì thân của nó rất là tím các bác ạ. Thân tím mới là những cái chậu rất là quý luôn. Thì các bác có thể sưu tầm thạch hộc tía các bác nhá. Một cái loại lan rất là lạ và rất là ít. Tiếp đến là những cái chậu địa lan quân tử các bác nhé. Địa lan quân tử thì 120.000 cho một chậu này. Siêu to khổng lồ các bác ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Hoa màu cam lửa các bác nhé. Rất là đẹp luôn. 120.000 cho một chậu địa lan quân tử. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299 các bác nhé. Rồi em xin chào tất cả các bác ạ.